Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mỗi xã một sản phẩm đã thổi luồng gió mới, giúp cho các sản phẩm truyền thống và dịch vụ có lợi thế tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Tuy nhiên, thì trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh đến từ các sản phẩm ngoại nhập, thì đòi hỏi các sản phẩm OCOP cũng phải tích hợp được đa giá trị và tăng khả năng cạnh tranh. Vâng, đúng vậy đó Thúy Vi. Hiện nay thì người tiêu dùng cũng đã dễ dàng tiếp cận được các sản phẩm OCOP của nhiều địa phương. Sản phẩm OCOP thì ngày càng hoàn thiện để có thể bứt phá trong năm mới. Đông trùng hạ thảo là một trong những loại nông sản thảo dược đặc trưng của Đà Lạt. Bởi điều kiện khí hậu quanh năm mát mẻ, đông trùng hạ thảo được nuôi dưỡng ở Lâm Đồng có dược tính cao gần bằng với đông trùng hạ thảo có trong thiên nhiên và được người tiêu dùng cũng như các chuyên gia đánh giá cao. Một trong những sản phẩm đông trùng hạ thảo đạt tiêu chuẩn OCOP là đông trùng hạ thảo Phước Tín. Ngoài các sản phẩm đông trùng hạ thảo truyền thống có mặt trên thị trường hiện nay, trồng trên giá thể gạo lứt và con nhộng tầm, Phước Tín còn tiến hành thử nghiệm nuôi cấy thành công đông trùng hạ thảo trên giá thể tổ yến và đã thành công với dòng sản phẩm Yến Vương Tiên Dược Thảo mang nhiều giá trị dinh dưỡng. Nhờ định hướng đa giá trị mà sản phẩm này ngày càng được thị trường ưa chuộng. Tâm của mình mong muốn là lan tỏa cái sản phẩm này ra thị trường. Bởi vì thực sự là nếu mà nói về thị trường thì đông trùng hạ thảo rất là nhiều. Nhưng mà họ khi sử dụng thì người tiêu dùng họ không phân biệt được như thế nào là có dược tính và loại giống như rau. Bởi vì đông trùng hạ thảo có những lúc á, cái đông trùng hạ thảo có nhiều loại thì có cái loại thì nó dược tính nó rất là thấp, nó như rau. Thực ra bản chất rau mình đều có cái dược tính hết á, nhưng mà quá thấp để trở thành một cái dược liệu. Thì riêng đông trùng hạ thảo mà đủ chuẩn thì phải phân biệt được hai cái dược tính, đó là cordycepin và adenosine. Thì khi người tiêu dùng cần phải nhìn vào cái bản test đó để mà chọn lựa sản phẩm cho đúng với cái mong muốn mà đúng với số tiền mình bỏ ra. Bên cạnh dược liệu thì rau củ quả cũng là thế mạnh của Đà Lạt Lâm Đồng. Hiện hợp tác xã liên kết với hơn 121 thành viên và các tổ chức cá nhân sản xuất nông sản. Nguồn sản phẩm hiện nay của hợp tác xã cung ứng cho 200 cửa hàng liên kết sản xuất, phân phối độc quyền thương hiệu rau củ quả Đà Lạt và đặc sản các vùng miền trên 35 tỉnh thành. Hiện nay, hợp tác xã Sơn Phúc Đà Lạt cung cấp đầy đủ các nhóm rau thủy canh, rau củ baby, đặc sản Đà Lạt, trái cây và hoa Đà Lạt với hơn 100 sản phẩm khác nhau. Trong đó nhiều loại đạt tiêu chuẩn OCOP. Đây cũng là cách mà Sơn Phúc tích hợp thêm giá trị cho sản phẩm của mình. Trong hai cái điểm nổi bật, một là cái khu chuyển giao công nghệ cho thành viên liên kết sản xuất và một cái khu trưng bày sản phẩm OCOP của tỉnh. Và tôi nhìn thấy đây là một cái nơi để cho người tiêu dùng của Việt Nam tận mắt nhìn thấy, tận mắt được chứng kiến được những cái sản phẩm và thưởng thức những món ăn của Đà Lạt chúng ta, cụ thể như là rau củ quả. Và đến thời điểm này thì chúng tôi đã hoàn tất về cái dự án về khu du lịch nông nghiệp cũng như là khu ẩm thực về cái sản phẩm cho sản phẩm OCOP. Toàn bộ kinh phí này đưa về cấp huyện để cấp huyện đầu tư để mà phát triển lên sản phẩm. Thì cụ thể là cái việc phát triển này nó gồm một số cái hạng mục thôi. Thí dụ như là một số huyện thì có thể là vận dụng theo các cái chính sách của trung ương thì đầu tư máy móc thiết bị, đầu tư về cái bao bì, về cái nhãn mác cũng như là cái mã QR để mà chứng nhận cho cái sản phẩm đạt chất lượng cũng như an toàn thực phẩm. Việc hướng dẫn đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP luôn được quan tâm thực hiện. Chỉ tính riêng trong năm 2022 đã thực hiện phân hạng và công nhận được 23 sản phẩm OCOP. Đến nay toàn tỉnh có 177 sản phẩm OCOP của 103 chủ thể, trong đó có 9 sản phẩm 5 sao, 94 sản phẩm 4 sao, 74 sản phẩm 3 sao. Sau gần 4 năm triển khai chương trình OCOP đã có những tác động tích cực đến phát triển kinh tế nông thôn, qua đó góp phần chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ sang sản xuất theo hướng liên kết chuỗi giá trị, theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, có truy xuất nguồn gốc và theo nhu cầu thị trường, khơi dậy tiềm năng đất đai, sản vật, lợi thế so sánh, đặc biệt là các giá trị văn hóa vùng miền, để hình thành các sản phẩm OCOP tích hợp đa giá trị, gắn kết giữa phát triển nông nghiệp với dịch vụ du lịch Lâm Đồng.